Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Easy Signal. Trước khi đi vào phân tích xu hướng giá vàng của ngày hôm nay, mình xin chia sẻ thêm một chút là bên mình có app Easy Signal và đặc biệt là nhóm tín hiệu VIP ở trên Telegram. Về app Easy Signal, đây là sản phẩm mà bên mình sẽ tổng hợp tín hiệu từ nhiều nguồn chuyên gia uy tín ở Việt Nam và trên thế giới. Điểm đặc biệt của app đó là tín hiệu sẽ được báo thẳng tới điện thoại của các bạn, rất thuận tiện cho việc theo dõi và tham khảo. Sản phẩm thứ hai là nhóm VIP trên Telegram. Như các bạn đang thấy, hàng ngày mình sẽ chia sẻ tín hiệu, phân tích kỹ thuật các cặp tiền, vàng, dầu, cổ phiếu quốc tế để khách hàng tham khảo. Đồng thời, tất cả các anh chị em trong nhóm VIP sẽ được hỗ trợ tư vấn cứu cháy tài khoản miễn phí. Và khi vào nhóm VIP này thì các bạn hoàn toàn không mất bất cứ một khoản phí nào. Các bạn có thể ấn vào link đăng ký ở phía dưới phần mô tả của video để nhận được thông tin khuyến mãi và các ưu đãi khác nhé. Rất hy vọng được đồng hành cùng tất cả mọi người. Hôm nay là phiên giao dịch đầu tiên của năm mới 2024. Mình xin gửi lời chúc tới toàn thể anh chị em trader một năm mới thật nhiều tài lộc và may mắn. Vàng đã chịu áp lực suy giảm nhẹ vào thứ sáu tuần trước. Trong tuần này, có rất nhiều các dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ được lên lịch công bố, đặc biệt là bảng lương non-farm sẽ được công bố vào thứ sáu trong tuần. Vàng về cơ bản thì vẫn được hỗ trợ tăng khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 3 tới. Công cụ FedWatch của CME cho thấy các thị trường hiện đang định giá khoảng 72,8% khả năng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 3. Và theo nguyên tắc cơ bản, lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lời. Điều này sẽ thúc đẩy giá vàng tăng cao hơn. Thêm nữa, chiến tranh ở Ukraine và căng thẳng địa chính trị ở khu vực Trung Đông thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn của vàng. Về tin tức của ngày hôm nay, vào lúc 21 giờ 45 phút, chỉ số quản lý thu mua PMI sản xuất sẽ được công bố. Chỉ số này đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng trong ngành sản xuất. Hiện tại thì PMI sản xuất đang được dự báo là bằng so với kỳ trước ở mức 48.2. Nếu các số liệu thực tế vượt kỳ vọng, đồng đô la Mỹ sẽ mạnh hơn, qua đó gây áp lực giảm lên giá vàng. Ngược lại, nếu các số liệu thực tế yếu hơn so với kỳ vọng, vàng sẽ có cơ hội phục hồi. Ngoài ra, các nhà giao dịch vàng cần theo dõi chặt chẽ dữ liệu non-farm sẽ được công bố vào tối ngày thứ Sáu. Theo đó, bảng lương phi nông nghiệp dự kiến tăng lên mốc 163.000 đơn trong tháng 12 so với mức 199.000 đơn trong tháng 11. Tỷ lệ thất nghiệp ước tính tăng lên mốc 3,8%, trong khi thu nhập trung bình theo giờ của người lao động giảm xuống mốc 0,3%, thấp hơn so với tháng trước là 0,4%. Nếu báo cáo cho thấy dữ liệu yếu hơn mong đợi, điều này có thể gây ra một số áp lực bán lên đồng USD, qua đó hỗ trợ cho giá vàng. Và ngược lại, nếu như dữ liệu tốt hơn nhiều so với kỳ vọng, vàng có thể tiếp tục chịu áp lực suy giảm vì kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed có thể sẽ giảm bớt. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần phân tích kỹ thuật. Trên biểu đồ H4, vàng sau khi phá vỡ kênh tăng giá song song trên H4 thì đã có nhịp quay trở lại retest kênh và tiếp tục suy giảm xuống mốc 2058 trong phiên giao dịch thứ 6 tuần trước. Histogram trên H4 âm nhưng đã ngắn dần, RSI đang có xuống cắt lên trên mốc 50 cho thấy áp lực bán đã có dấu hiệu suy yếu, phe bò đang được củng cố sức mạnh. Đà tăng của vàng có thể sẽ tiếp cận lại MA20, hợp lưu với biên dưới của kênh tăng giá, cũng là hợp lưu với đỉnh cũ gần nhất, quanh khu vực 2071 đến 2075. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh sell xuống với vàng khi vàng tiếp cận lại khu vực này nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều. Trên biểu đồ H1, hiện tại thì giá đã phá qua kênh giảm giá song song màu vàng này và tiếp tục tăng, phá qua giao cắt các đường MA. Histogram dương và đang dốc lên, RSI đang có xuống hướng xuống dưới mốc 50, kỳ vọng vàng sẽ có nhịp quay trở lại retest kênh. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh mua nhỏ lên với vàng khi vàng hồi lại về các đường MA phía dưới này, hợp lưu với biên trên của kênh giảm giá song song quanh khu vực 2063 đến 2065, mua chính khi vàng test lại vùng hỗ trợ đáy cũ gần nhất quanh khu vực 2058-2060 nếu xuất hiện các tín hiệu từ chối giá, dừng lỗ khoảng 5 giá. Tổng kết lại chiến lược giao dịch vàng trong ngày hôm nay, canh bán vàng quanh khu vực 2071 đến 2075, canh mua nhỏ quanh khu vực 2063 đến 2065, mua chính quanh khu vực 2058 đến 2060 nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, dừng lỗ khoảng 5 giá. Các chiến lược scalping trong ngày thì mình sẽ báo cho các bạn ở trên nhóm VIP trên Telegram các bạn nhé. Mình xin dừng video nhận định xuống giá vàng ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Hãy subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xuống giá vàng tiếp theo.